Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình bài học Tin Thánh hàng ngày được phát trên website của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam. Chương trình do phòng truyền thông phối hợp với Ủy ban Cơ đốc Giáo dục Tổng Liên hội thực hiện. Kính thưa quý vị thính giả, bài học Kinh Thánh hôm nay với đề tài Thuận phục lẫn nhau nhắc nhở chúng ta tinh thần hạ mình, tôn trọng người khác để giữ gìn một trật tự tốt nhất trong sự sinh hoạt của Hội Thánh Chúa cũng như sự gây dựng cho nhau. Bài học nương trên 4 câu Kinh Thánh, Cô-rinh-tô nhất chương 14 câu 29 đến câu 32. Người nói tiên tri cũng chỉ nên có 2 hoặc 3 người nói mà thôi, còn những kẻ khác thì suy xét. Song nếu một người trong bọn người ngồi có lời tỏ sự kinh nghiệm, thì người trước nhất phải nín lặng. Bởi vì anh em đều cứ lần lượt mà nói tiên tri cả, để ai nấy đều được dạy bảo, ai nấy đều được khuyên lơn. Tâm thần của các đấng tiên tri suy phục các đấng tiên tri. Câu gốc của bài học là tâm thần của các đấng tiên tri suy phục các đấng tiên tri. Cô-rinh-tô nhất chương 14 câu 32 bản truyền thống. Chúng ta có thể xem thêm trong bản truyền thống hiệu đính. Tâm linh của các nhà tiên tri phải thuận phục các nhà tiên tri. Câu hỏi suy ngẫm. Sứ đồ Phao-lô cho biết các nhà tiên tri cần phải có thái độ nào đối với nhau? Chúng ta suy nghĩ và áp dụng thế nào về nội dung sứ đồ Phao-lô đề cập trong câu 32? Bí quyết thực hiện lời dạy đó là gì? Kính thưa quý vị, tiếp theo những điều cần lưu ý khi nói tiên tri và nói tiếng lạ trong thì giờ nhóm lại của Hội Thánh. Trong Cô-rinh-tô nhất chương 14 câu 26 đến câu 31, Sứ đồ Phao-lô nhắc nhở các tín hữu tại Hội Thánh Cô-rinh-tô một nguyên tắc căn bản chi phối toàn bộ hoạt động nói tiên tri hay nói tiếng lạ, đó chính là tâm thần của các đấng tiên tri suy phục các đấng tiên tri. Câu 32. Từ ngữ suy phục có nghĩa là thuận phục, hành động được kiểm soát, làm chủ bởi chính cá nhân nhà tiên tri với các tiên tri khác. Hay nói cách khác, đó chính là kỷ luật phục tùng lẫn nhau của người rao giảng lời Chúa. Lời nhắc nhở về tinh thần thuận phục lẫn nhau trong gia đình đức tin, trong đó có cả người giảng dạy lời Chúa, thật sự vô cùng cần thiết. Bởi vì người nói tiên tri là người nhận trách nhiệm rao ra sứ điệp Đức Chúa Trời muốn truyền đạt cho hội chúng. Nhưng nếu chính mình không làm gương trong việc tuân thủ kỷ luật để giữ gìn trật tự trong tập thể, thì không thể nào lời giảng dạy của mình đem đến sự gây dựng cho người nghe. Nếu quên đi tinh thần này, thì rất khó để chúng ta có thể giữ được trật tự trong hội thánh. Truyền đạt lời Chúa mà thiếu tôn trọng người khác hay không làm chủ được lời giảng và hành động của bản thân, thì cho dù đó là điều thuộc linh cũng sẽ khiến mất trật tự trong khi nhóm lại và chẳng đem đến sự gây dựng cho người nghe. Mặt khác, đây cũng là cơ sở để chúng ta suy xét và nhìn lại chính bản thân, xem mình đang có tư tưởng tự cao khiến cho lúc nào chúng ta cũng nghĩ rằng mình đúng, mọi lời nói của mình buộc người khác phải lắng nghe, mọi hành động của mình người khác phải đón nhận, còn chúng ta thì xem thường những anh em cùng đức tin khác. Hãy nhớ rằng Đức Chúa Trời đặt để tinh thần thuận phục lẫn nhau giữa vòng những con dân Chúa là những người đang phục vụ trong nhà Chúa ở những vị trí khác nhau, nhưng đồng đem đến ích lợi chung cho mọi người. Để thực hiện được điều sứ đồ Phao-lô đã hướng dẫn, mỗi chúng ta cần phải học tập coi người khác như tôn trọng hơn mình. Philip chương 2 câu 3. Bởi không vì bất cứ lý do gì, khi chúng ta xem thường anh em khác trong cộng đồng đức tin, thì đó là lúc chúng ta đang kiêu ngạo vì đánh giá quá cao bản thân và chắc chắn sẽ gây mất trật tự trong Hội Thánh Chúa. Chúng ta cùng cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Giêsu Christ kính yêu, con tạ ơn Chúa vì chính con được nhắc nhở về tinh thần thuận phục lẫn nhau. Xin giúp con thực hành điều Chúa dạy để góp phần giữ gìn trật tự trong hội thánh của Chúa và đem đến sự gây dựng cho nhau. Amen. Quý vị thính giả thân mến, chúng ta đã thực hành tinh thần thuận phục lẫn nhau như thế nào trong hội thánh? Anh em thuận phục lẫn nhau, dựng xây nhà Chúa trước sau một lòng. Lúa đang chín rộ ngoài đồng, Chúa sai con gặt, sẵn lòng ra đi.
Bài học Kinh Thánh hàng ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Kính chúc quý vị một ngày mới tràn đầy phước hạnh Chúa ban cho. Hãy học lời Chúa qua chương trình này hàng ngày và giới thiệu cho nhiều người khác cùng tham gia. Hẹn gặp lại quý vị ngày mai.